Mệt mỏi là triệu chứng có thể liên quan đến một loạt các bệnh lý. Nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, yếu người, tập trung kém, mất năng lượng và suy giảm nhận thức, đó là một trong những dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Béo phì là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với bệnh gan nhiễm mỡ. Nghiên cứu cho thấy béo phì làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ lên đến 75%. Đột nhiên thèm ăn tất cả các thức ăn có thể là một dấu hiệu của bệnh gan. Cơ thể cảm thấy đói suốt ngày và hay ăn vặt. Thức ăn có nhiều đường, chính điều này thúc đẩy hình thành bệnh gan nhiễm mỡ. Nước tiểu thường có màu vàng nhạt, nhưng màu nước tiểu ở những người có vấn đề về gan lại có màu tối bất thường, mặc dù đã uống đủ nước hàng ngày. Mức cholesterol cao hơn có thể là nguy cơ cao về bệnh tim, nhưng cũng là dấu hiệu của bệnh gan nhiễm mỡ. Điều quan trọng là bạn nên cắt giảm các thực phẩm giàu cholesterol. Trong cơ thể, gan đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa, trao đổi chất và sản sinh ra những enzyme thiết yếu. Những tác nhân có hại từ bên ngoài, các chất độc nội sinh như các chất chuyển hóa tạo ra do quá trình khử độc của gan, các độc tố của vi khuẩn, virus sinh ra trong cơ thể đều tạo ra các chất oxy hóa và sinh ra gốc tự do dẫn đến tổn thương tế bào gan và làm rối loạn chức năng gan. Khi bị kích hoạt quá mức dưới tác động của nhiều yếu tố độc hại và nguy hiểm như ROS và GNRH, tế bào Kupffer trong gan sẽ liên tục phóng thích ra các chất gây viêm như TNF-alpha và TGF-beta, interleukin v.v. làm gan tổn thương, hư hại, gây chết tế bào gan nhiều hơn, khiến gan nhanh chóng bị suy yếu, gây ra các bệnh lý gan nguy hiểm như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan hay thậm chí là ung thư gan. Quá trình xử lý chất ở gan trải qua hai giai đoạn. Tại giai đoạn 1, những chất độc ngoại sinh và nội sinh được tế bào Kupffer trong gan chuyển hóa nhờ các phản ứng oxy hóa và hệ thống enzyme ở gan thành những chất ít độc hơn hoặc có thể là những chất cực độc đối với cơ thể. Ở giai đoạn 2, chúng được liên hợp với NAC là tiền chất của glutathione, vitamin E, alpha-lipoic acid, taurin là những chất antioxidant nội sinh có tác dụng liên hợp với các chất chuyển hóa trung gian độc hại cả hai giai đoạn 1 và 2 để tạo ra những chất không độc hại. Khử các gốc tự do làm cho các chất chuyển hóa trung gian phân cực mạnh và có khả năng hòa tan trong nước, nhờ đó dễ dàng đào thải qua đường mật xuống ruột non, đại tràng rồi theo phân ra ngoài, hoặc qua huyết tương đến thận, được lọc qua cầu thận và theo nước tiểu ra ngoài. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh việc kết hợp NAC với vitamin E, silymarin, anthocyanin, DHA, EPE, v.v. và dịch chiết đã khử mỡ gan. Gan tinh chất cô đặc để cung cấp bổ sung albumin, globulin miễn dịch, các axit amin để phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu ra sản phẩm khử độc tổng thể Funadin với NAC là tiền chất của glutathione giúp giải mọi độc tố với gan, silymarin từ cây kế sữa giúp bảo vệ tế bào gan, tế bào Kupffer, vitamin E, anthocyanin, DHA, EPA chống oxy hóa khử gốc tự do, L-arginine tinh chất cô đặc và dịch chiết gan đã khử mỡ cung cấp albumin, globulin miễn dịch và các axit amin cùng với đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, sâm đường quy, ngũ vị tử, hoàng kỳ, curcumin, quercetin hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan. Sử dụng Funadin hàng ngày là giải pháp tổng thể giúp bảo vệ tế bào gan.